Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang ở tại chợ đêm của Hạ Long. Bây giờ là cái cửa này là Minh Toàn vừa gửi xe và bây giờ là đi vào chợ đêm. Đây là phía hành lang ở trước chợ đêm. Đây là một ngõ đi vào chợ đêm. Bây giờ mời quý bà con cô bác chúng ta hãy cùng dạo quanh một vòng chợ đêm với Minh Toàn nhé. Chợ đêm thu hút rất là nhiều khách Tây du lịch về đây. Không biết là người nước nào không? Hàng túi này nhiều này. Cặp này đẹp hết này, cặp kia giống cặp mình, cặp này đẹp hết. Buổi tối ở đây Tinh là thấy khách nước ngoài không? Không thấy khách Việt Nam mấy. Có các người này hình như là người Ấn Độ. Đây là những cái túi không biết là thổ cẩm này là gì. Khu tầng 1 là khu bán túi, giày dép, quần áo. Đây. À, giày dép. Nhiều mẫu giày rất là đẹp. Chủ yếu là các cái hàng lưu niệm. Hàng lưu niệm ở đây. Túi sách, quần áo, vali. Như túi này mà mua ngoài Móng Cái là có 150.000.
Đây, lên tầng 2 chứ. Vậy quý bà con ta lên cùng lên tầng 2 Minh Toàn xem về cái tầng 2 gồm những mặt hàng gì. Tầng 2 như ở đây treo biển là gồm các mặt hàng nông sản, cà phê và nông sản. Các mặt hàng nông sản ở đây thì khách Trung Quốc sang thăm Việt Nam rất là nhiều, bởi vì Hạ Long cũng gần với Trung Quốc, thành ra là ở đây các biển đều ghi chữ Trung Quốc rất là nhiều. Thế rồi, ở đây khách Trung Quốc mua nhiều đấy. Có mua gì không? Ở chợ đêm Hạ Long thì cũng không có khách mấy, chủ yếu là các cái khách du lịch về tham quan Hạ Long, xong rồi buổi tối người ta nghỉ ở khách sạn, người ta sẽ đi tham quan chợ đêm. Và chợ đêm chủ yếu là bán các cái mặt hàng đồ lưu niệm, nông sản. Đây, đây trước khu chợ đêm đang xây dựng rất là nhiều. Ở đây hầu như các cửa hàng đều có ghi chữ Trung Quốc hết, bởi vì khách Trung Quốc sang đây rất là nhiều, và hơn nữa Trung Quốc sinh sống và làm việc ở Việt Nam này cũng rất là nhiều bà con. Quần áo có trong này đây. Có quần áo ngủ hay quần áo gì?